và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với lại channel của mình. Và mình chính là KSD đây các bạn. Thì ngày hôm nay đó các bạn cũng đang thấy là hiện tại hả, mình đang đứng ở một khu rừng. Ơi, có một bé ong kìa, dễ thương ghê luôn á. Và lý do vì sao mà ngày hôm nay hả, mình đang đứng ở đây các bạn ơi, là bởi vì mình suy nghĩ á, là mình làm video về mấy cái mod này nhiều quá rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định làm lại một video Minecraft series sinh tồn bình thường các bạn ơi. Các bạn có thể gọi đây là sinh tồn siêu khó không được đi. Ừ, đó, nói chung đó nha, đây là một series Minecraft sinh tồn bình thường các bạn ơi. Được rồi, thì bây giờ đó hả, mà trước khi chúng ta bắt đầu sinh tồn các bạn, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên nha, hãy cho mình một đăng ký cũng như là một lượt like, một lượt chia sẻ nha các bạn ơi. Rồi thì bây giờ hiện tại là mình đang vừa được spawn ở một khu rừng nào đó. Ôi, cái khu rừng này có vẻ như là thân cây bự rồi các bạn ơi. Thì tạm thời là bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chặt gỗ đó các bạn ơi. Mình sẽ lấy gỗ và ở đây có một cái tổ ong nè các bạn. Ok, mình sẽ lấy gỗ chỗ tổ ong luôn. Hồi nãy hả, mình vừa thấy một bé ong các bạn ơi. Bé ong nó bay ngang qua mình các bạn, mà cũng may là mình không có đập cái con ong đó, chứ thôi là mình bị chích tới chết các bạn ơi. Mình không muốn bị chích cái nào đó, chích khổ lắm các bạn. Rồi ok, mình sẽ lấy thêm một khúc gỗ nữa. Trời đất ơi, đang chặt cây mà cứ nghe tiếng con ong vo ve bên lỗ tai hoài, thấy ghê quá đi à. Ôi, hôm nay trời cũng sáng ghê nha. Được rồi, giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo đi. Mình sẽ làm những cái dụng cụ bình thường thôi các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ làm một cái rìu nè, và mình sẽ làm một cái cuốc chim gỗ. Rồi, bây giờ mình sẽ chặt cái bàn chế tạo này, mình sẽ phá nó để mình lượm lại. Không biết quanh đây thì mình có thấy được những cái đồ nào nó hợp lý cho mình xài không ta? Ví dụ như là mình thấy than hay gì đó. Thôi kệ đi, ở đây có một vài bé heo các bạn ơi. Hello, chào em bé heo nha. Xin lỗi vì anh phải làm chuyện này với em, nhưng mà không làm thì không ăn cơm, không sống được. Xin lỗi nhiều lắm. Và bây giờ thì đồ xác thôi. Con heo này, đứng lại coi. Bé heo ơi, đứng lại nha. Ok, một heo đã chết các bạn ơi. Thì đồ xác thêm xíu nữa các bạn. Đồ xác mấy bé heo này. Đó, đồ xác hết các bạn ơi. Đúng rồi đó. Lên đường đi. Rồi, lên đường tìm đường cứu nước liền. Lên đường liền. Đó, ok. Ô, cù các bạn ơi, có cù nè. Mình đã thấy ở đây có một vài bé cù rồi các bạn. Và thì mình sẽ lại giết cù thôi. Và mình sẽ làm gì các bạn ơi? Mình sẽ làm một cái giường để mình ngủ vào tối nay. Con cù này sẽ lên đường với mình. Ok, ok. Con cù này cũng lên đường với mình luôn. Còn một con cù nữa các bạn ơi, một em bé cù nữa. Còn cù không vậy? Mình không muốn ở trong mấy cái khu rừng tí nào các bạn ơi, tối quá khó chịu lắm. Cù đen nè, lên đường luôn đi. Hình như hết rồi các bạn ơi. Xui ghê luôn nha. Mình chỉ cần thiếu một bé cù nữa thôi là mình sẽ làm được cái giường các bạn, nhưng mà không có. Lúc nãy thì mình vừa thấy là quanh đây hình như có một cái... Ê, có sỏi các bạn. Để mình lấy sỏi đi. Ok ok, để mình kiếm sỏi luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ lượm trước, bởi vì sao? Bởi vì mình muốn tìm luôn cái đó gọi là cái gì á, cái cục than gì ta, hay là cái gì, hay là cái gì á. Cái đó là đá lửa, đúng rồi, đá lửa, bạn ơi, đá lửa. Để mình có thể đây rồi các bạn ơi, đây nè. Để lát nữa sau này các bạn ơi, mình có thể làm được cái dụng cụ bánh lửa á, mình sẽ qua bên địa ngục luôn. Nói chung là mình nên chuẩn bị trước. Ok, ở khu vực này có vẻ như khá là rộng rãi rồi đó. Mình thấy là bên khu vực này khá là sáng các bạn. Rồi, được đó nha, được đó nha. Khu vực này các bạn khá là ok đó các bạn. Mình nghĩ là sinh tồn như này cũng khá là ok. Rồi, giờ thì để mình gọi là bật cái con đàn bò đó. Đàn bò này sẽ lên đường luôn, ok. Lên đường tìm đường cứu nước nha. Rồi, ok, wow. Nước đẹp ghê các bạn ơi. Đẹp thật sự luôn nha. Ok, ok. Mình cũng không nên gọi là quá dấn thân vào chỗ này các bạn. Chị mình sợ hồi nữa mình thấy cái gì đó kỳ lạ, mình ghê lắm. Ok, ở đây có cái hang các bạn ơi. Trước tiên thì mình nghĩ là mình sẽ đi bập cái mấy đám cù trước các bạn. Đây nè, đó, cù đây rồi. Mình sẽ đập đàn cù này trước để mình có thể lấy. Mình sẽ làm, trời, mình sẽ làm một cái giường các bạn ơi. Đúng rồi đó, ok. Mình thấy nó nhanh là hiện tại đó hả, mình có rất là nhiều thịt cù, thịt bò các kiểu các bạn ơi. Hôm nay không còn sợ đói rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tìm một cái hang để mình có thể đi đào lấy đá các bạn. Là làm đồ dụng cụ bằng đá. Mình coi thử coi ta. Mình nhớ hay có cái hang đây mà ta. Nãy mình nhớ là mình vừa đi ngang một cái hang ở đây nè. Đây rồi các bạn ơi, ok mình thấy rồi. Hy vọng ở đây không có con quái vật nào hết. Hy vọng không có một con skeleton reaper nào ha. Ok bạn ơi, mình thấy sắt các bạn. Các bạn thấy không? Cái shader mình đang cài vô các bạn thấy VIP không các bạn?
sắt đó nha, sắt nè, kim cương nè, emerald nè các bạn. Rồi cái gì ta, ngọc lưu ly hay sao á. Rồi còn có cả redstone các bạn ơi, nó sẽ hiện màu lên cho mình đó các bạn, rất là đẹp đó, bạn thấy không? Ủa cái gì đây, hình như là một con enderman các bạn ơi, một con enderman. Ây chà, bây giờ sắt đây thì sẽ khó đào các bạn ơi. Thôi mình nghĩ chắc mình sẽ bỏ vô này đi các bạn, ở đây khá là khó đào, không đào được đâu. Mình sẽ đi chỉ đi đào đá thôi các bạn ơi. Đào đá để mình chế tạo ra một bộ dụng cụ bằng đá như là rìu đá của chim đá thôi, chứ mình sẽ không có chế, mình sẽ không có đào sâu hơn ở cái hang này, bởi vì cái hang này mình thấy khá là khó đào. Còn chưa kể dưới đó có một con Reaper, một con Enderman nữa, mà mình thì không muốn có chạm trán con Enderman tí nào, rất là rối. Rồi ok, để mình đào cho xong hết cái đám đá này, mình làm luôn cả cái gì á, gì ta cũng mất tiêu các bạn. Mình muốn làm luôn cả một cái lò nung nữa các bạn ơi. Rồi ok ok, vậy thì mình đi ra đây ngoài nha, ở ngoài chế tạo nha các bạn. Đây đây đây, ở tập 1 đầu tiên á thì mình cũng muốn làm một ngôi nhà các bạn ơi, nghĩ như vậy á là một ngôi nhà cũng sẽ hợp lý á, nhưng mà bởi vì mình chưa có khả năng gọi là xây nhà nó đẹp đẹp, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ xây một căn nhà dưới lòng đất đi các bạn ơi, là hợp lý nhất á. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một cái giường này các bạn ơi. Rồi tiện thế đó thì mình sẽ lượm một cái bông hoa, ok, chanh thanh cúc. Mình sẽ làm lấy bột nhuộm màu xanh cái nó. Mình muốn làm một cái giường có cái màu mà cái màu của các bạn ơi, cái màu màu xanh nhạt nhạt thôi. Để mình coi thử màu đó làm sao nha. Bạn đợi mình xíu để mình coi coi nè. Bột nhuộm xanh nhạt là cần bột nhuộm trắng. Vậy là bây giờ mình sẽ cần phải đi tìm một cái hoa màu trắng hả ta? Hay là mình cần phải tìm cái gì nhỉ? Không biết có hoa trắng ở đây không nữa. Mình muốn làm một cái giường xanh nhạt thì đẹp hơn các bạn ơi. Mình không thích cái giường màu xanh xanh đậm cho lắm đâu. Ủa các bạn ơi, hên nha, có vẻ như hả là mình đã vừa tìm được ngôi làng đúng không ta? Chuẩn rồi đúng không phải vậy, hay là mình tìm được ngôi đền, đây là làng hay đền nhá? Hy vọng là làng các bạn ơi, mình không thích vô đền. Ok mình nghĩ có khi đây là ngôi đền các bạn ơi. Hên nha. Vậy là chưa dứt các bạn ơi, mình đã tìm được một cái đền các bạn ơi. Nè, một cái đền ở sa mạc các bạn. Wow, lạ dữ ta. Xuống đây một hồi nữa là mình sẽ dưới đó là mình sẽ bị dính bẫy đó các bạn ơi. May ghê luôn nha, wow. Đây là lần đầu tiên mà mình chơi map sinh tồn mà mình gặp được cái đền sớm như vậy luôn á. Rồi ok. Giờ đồ xuống dưới thử các bạn. Ok, bây giờ mình phải tìm cách xuống dưới đây. Hình như dưới đó sẽ có chỗ đi xuống á, để mình tìm cách xuống thử coi. Dưới đây hay sao các bạn ơi. Đây đúng không ta? Đúng rồi nè các bạn. Rồi ok. Hy vọng là sẽ không có con quái vật nào nha. Hy vọng. Thì tạm thời nếu như mình nhớ không nhầm á, giờ mình sẽ đào ở đây nè các bạn. Và ở dưới đó nha sẽ là cái chỗ. Đây, chuẩn rồi các bạn ơi. Rồi ok. Giờ mình sẽ chế tạo một cái cái gì á? Quên rồi, cái cuốc chim bằng đá. Ôi mình nghe tiếng gì trời. Tiếng con gì vậy? Ghê vậy. Ok. Rồi, chào cái này các bạn ơi. Đào xuống nào. Nghĩa là an toàn các bạn, siêu an toàn luôn. Ôi, mình lại tiếp tục nghe tiếng con Reaper các bạn ơi. Phá này luôn đi các bạn ơi. Đó, chúng ta nên phá cái này các bạn, bởi vì ở dưới đó nha là sẽ có TNT nhiều lắm. Thì mình lượm đồ đã, có táo vàng nè, sách được phù phép nhữ 2, cát, sợi chỉ ha, chắc lấy hết đi các bạn. Nghĩa là sẽ lấy hết đi. Yên cưỡi nè, ở đây có yên cưỡi, giáp ngựa sắt, có thuốc súng các bạn ơi. Cũng được, nghĩa là sẽ lấy hết các bạn. Còn cát này mình sẽ tạm thời mình bỏ qua, không cần đâu các bạn ơi. Không sẽ cần, cái đó mình cũng để mình đi lên lại mà. Mắt nhện, xương. Ok. Xương hay lấy làm bột nhụm trắng được á, nghĩ như vậy. Emerald các bạn, tuyệt vời luôn. Quá đã. Mình sẽ lấy hết thuốc súng luôn các bạn, lấy xương luôn nè. Lấy chỉ luôn đi. Xiên và da thịt ba, ê ngon nha, cái này á mình có thể dùng để có thể hả phù phép cho cây kiếm của mình sau này đó các bạn. Tuyệt vời luôn. Ok, giờ lời rồi đó. Giờ để mình bắt đầu đi lên lại nha. Rồi nào, lấy sỏi lên lại các bạn ơi. Rồi ok, lên. Hôm nay quá lời các bạn ơi, lần đầu tiên trong Minecraft các bạn mà mình có thể tìm được một cái hả chỗ đền như này để mình có thể vô đây mình lượm đồ, lút đồ là ngon lắm rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn á. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ đi lên các bạn. Đường lên nằm đâu rồi ta? Đây rồi, ok, thấy đường lên rồi các bạn ơi. Đây là đường lên rồi. Wow, có vẻ như các bạn ơi là trời cũng gần tối rồi đó, mà bây giờ thì mình đang ở sa mạc các bạn ơi, mình nên tạm thời né sa mạc ra, mình sẽ không ở sa mạc các bạn. Mình đã lút đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển về phía khu vực đồng bằng, khu vực rừng. Mình nghĩ là mình sẽ tìm một cái hang thử. Mình muốn tìm thử một cái hang các bạn, để mình có thể gọi là mình sẽ... có mấy con gà nè, mình giết con gà đi các bạn ơi. Giết con gà.
giết con gà. Rồi ok, xương sẽ làm được bột xương. Bột xương làm được bột trắng không ta? Đây các bạn ơi, bột nhuyễn trắng này rồi. Ok, đúng ý mình rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái, bây giờ mình sẽ bỏ bột xương này, cái này ra, bột nhuyễn này, bỏ cái giường vô, được cái giường xanh nước biển nhạt, quá hợp lý các bạn ơi, quá đẹp luôn, tuyệt vời. Rồi, và hiện tại thì cũng đã gần tối tới nơi rồi các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ đi ngủ luôn ha. Ừ, đi ngủ đi các bạn. Đó, mình sẽ ngủ luôn để cho mình sáng dậy luôn các bạn ơi. Chứ mình cũng không muốn thức chờ buổi đêm đâu, đêm có con zombie mệt lắm các bạn ơi. Rồi, đập nào. Giờ mình sẽ làm thêm một cái rìu bằng cái rìu đá. Rồi, hợp lý luôn. Ok, mình sẽ đi giết thêm một vài con gà vậy. Con gà này sẽ lên đường như mình. Đó, giờ là mình đi là sát thủ diệt gà bạn ơi. Sát thủ dạ. Sát thủ diệt gà nha, quá tuyệt vời luôn. Rồi rồi. Sát thủ diệt gà. Giết con gà này luôn, con gà này lên đường như mình luôn các bạn ơi. À, rồi, wow wow wow. Ý, hết hồn các bạn ơi. Mình cứ tưởng hả là mình vừa tìm được một cái ngôi làng chứ ngờ không phải. Hồi nãy hả mình mong một ngôi làng hơn các bạn ơi, nhưng mà mình lại tìm được một ngôi đền. Thôi kệ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm thang và sắt các bạn ơi, để mình đi đào. Có hang đây không ta? Ở đây có cái hang nào không nhỉ? Mình muốn đi tìm thang, cái hang cơ. Mình muốn đi tìm hang để mình có thể đào sắt, đào đá gì đó. Ở đây thì là một khu vực nào đấy cũng không biết đó các bạn. Ở đây có gì không? Ở đây mình không thấy có gì hết á. Rồi, tiếp tục tìm nào. Mình hy vọng ý có hang đúng không? Không có cái hang. Chỗ này nó như kiểu là tại mấy khu nước động á các bạn, không phải hang. À, không phải hang mà có than các bạn ơi, đúng rồi đó. Hên. Không phải hang nha, nhưng mà có than là được các bạn, đúng rồi đó. Không phải hang mà có than là được rồi. Rồi, để mình đào than nào. Cũng may các bạn ơi. Ôi nhưng mà hình như không đụng than được thì mình full kho đồ rồi. À, mình nghĩ là mình sẽ bỏ bớt cái gì ra nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ bỏ bớt cái yên cửa đi các bạn ơi. À, không cần yên cửa lắm đâu. Bỏ yên cửa đi. Yên cửa nhiều đâu làm gì đâu các bạn. Hiện tại mình chưa có cưỡi ngựa mà. Mình chưa thấy ngựa mình cưỡi luôn chứ đừng nói là mình định cưỡi ngựa các bạn. À, có ngựa đi thì mình sẽ cưỡi ngựa các bạn. Giờ ngựa chưa thấy sao cưỡi. Rồi. Đào tiếp nào. Mình sẽ làm hết đống than luôn các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ làm một cái thiếu đồ quá ha, mình bị dư đồ nhiều quá các bạn ơi. Bỏ gia thuộc ra đi, bỏ yên cửa này ra. Mình sẽ làm một cái đuốc để mình có thể gọi là tén tén. Mình sẽ thể cầm trên tay của mình các bạn ơi, an toàn luôn. Đó, sáng ơi là sáng các bạn. Ừ, quá đẹp trai. Rồi, ok. Bây giờ mình đã có than rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục di chuyển, mình tìm một cái hang nào đó để mình đi đào sắt. Đúng rồi. Bây giờ hả, cái nhiệm vụ của mình là mình cần sắt lắm các bạn. Bởi vì chúng ta đang chơi sinh tồn siêu khó mà, không có sắt là không được đâu. Ôi trời đất ơi, mình tưởng mình té chết rồi chứ. À ngờ không phải. Ok, lại có than các bạn ơi. Lại có than, được, đào than tiếp nào. Ở bên trong đây các bạn, mình vừa nghe thấy tiếng skeleton. Mình nghĩ đấy nha, là ở bên trong đây các bạn ơi, có một cái hang. Ừ, có một cái hang đó. Đào tiếp nào. Hy vọng rằng là mình sẽ an toàn trong ngày hôm nay. Chứ bởi vì mình thấy là hơi đáng sợ rồi đó. Ok, mình triệt tiêu mấy con cù này mới được. Có tiếng zombie các bạn ơi. Mình vừa nghe tiếng zombie. Hình như là chúng mình đang dưới chân mình hay sao á, nghe tiếng sợ ghê luôn á. À, rồi ok thôi, bây giờ sẽ tiếp tục di chuyển vào sâu hơn các bạn. À, mình sẽ vô sâu hơn nữa để mình có thể đi tìm một cái hang nào đó, mình xuống dưới đó mình làm nhà trong lòng đất hay là nhà dưới luôn các bạn ơi. Ở đây là một khu vực chỉ có than đá là quá trời thôi à, mình không cần than bây giờ. Mình sẽ bỏ qua than một bên vậy, than mình có nhiều rồi, mình có tới 22 cục than rồi các bạn ơi. Mình có quá trời luôn rồi đó. Ồ, đồng rồi các bạn. Nhưng mà thiệt sự đó nha, là Minecraft ở phiên bản mới nhất các bạn ơi, phiên bản 1.17.1 các bạn. Mình không biết đồng làm gì luôn á. Mình không biết thực sự các bạn ơi. Mình thấy rằng có vẻ như là hiện tại đồng nó chưa có tác dụng gì nhiều các bạn. Cho nên là các bạn ơi, những bạn nào mà biết rằng là đồng có tác dụng gì á thì hãy giúp mình nha, chứ mình cũng chưa biết cách làm thế nào cho đồng có tác dụng nữa. Thôi, ưu tiên hiện tại bây giờ cứ đào sắt đi đã, chứ mình không muốn đào đồng đâu. Đào sắt thì mình thấy hợp lý hơn. Tìm một cái hang nào. Oh my god, cái hang này tối nha. Trời ơi, cái hang các bạn ơi, chắc là cái thung lũng. Đi tìm đường đi chắc muốn chết người luôn á. Ok, vậy thì mình đi tìm tiếp thôi, sao đâu. Sao xuống lớn được ta, lại vậy. Sao mình bị té rồi. Lên. Lại cắt kênh nhảy lên các bạn ơi, khổ ghê luôn quá nha. Riết rồi mình thấy mình như mắt cua bị ngáo đá các bạn. Rồi ok, hiện tại đang ở đâu đây ta?
Thì hiện tại có vẻ như là mình đang ở một khu vực nào đó rất là sáng sủa. Ok, khá là hay ho đó, khu vực này mình nghĩ cũng là được. Để mình đặt thêm miếng gỗ đi các bạn. Mình thấy hết gỗ tới nơi rồi đó, để mình đặt thêm miếng gỗ đi. Chứ mình không có nhiều gỗ quá thì không tốt, mình cần thêm nhiều gỗ nữa. Chứ ít gỗ quá thì không xài được đâu các bạn ơi. Mình sẽ bỏ cái lông vũ này ra. Rồi lùm vũ lại các bạn ơi. Quá thông minh luôn Caddy ơi, quá đẹp trai. Rồi ok. Hiện tại thì bây giờ ở đây có gì không ta? Hình như là vẫn không thấy gì hết á, bởi vì mình đang đứng ở chỗ rất là cao. Ôi đây, thằng Caddy ngáo đá này tự dưng nhảy xuống cái đó làm chi, bây giờ mất máu gì chú em, khổ ghê luôn á. Rồi tôi cần tìm một cái hang thôi. Ủa chừng cắm đuốc là làm gì trời, mình bị ngáo rồi các bạn ơi, thật sự luôn á. Mình thấy mình càng ngáo và bị nhiều á. Có cái hang nào ở đây không ta? Mình muốn tìm một cái hang lắm luôn ha, để mình chui vô mình đi đào sắt. Mà thiệt sự là mình tìm qua mình không thấy cái hang nào hết trơn. Lạ ghê á. Mà không cho mình con ngựa được, để mình đi cưỡi ngựa các bạn. Rồi mình cưỡi ngựa trong Minecraft các bạn ơi, chứ chạy bộ nhiều bị mệt mỏi mệt chân các bạn ơi. Mình sẽ bị mỏi chân. Đây là khu vực nào đây ta? Khu vực này chỉ có mấy con gà các bạn ơi. Mấy em bé gà thôi các bạn. Mà mình thì không muốn có mấy em bé ong các bạn ơi. Mình thì không muốn đụng với mấy em bé ong đâu. Đụng vô mấy em giết mình chết á. Ở đây có cái hang các bạn ơi. Wow, hang này các bạn được nha. Được các bạn ơi, hang này các bạn được á. Rồi để mình đào. Thì bây giờ mình sẽ bỏ gì vậy ta? Mình sẽ bỏ cái len xám nhạc đi các bạn ơi. Mình sẽ đi lấy sắt. Được nha, cái hang này được á. Nãy giờ mình thấy được cái hang ngon lành nè. Nãy giờ luôn các bạn ơi. Đó, vậy thì lượm sắt vô. Ok. Giờ cho sắt nó rớt hết đi các bạn ơi. Rồi, lượm sắt vô nha, kép đi ơi. Đây, lượm sắt vô. Ok. Mình sẽ làm một bộ giáp full sắt các bạn. Giáp full sắt luôn các bạn ơi. Sẽ hợp lý luôn á. Rồi ok, xuống đây nè. Rồi lượm đồ vô. Ok, ngon lành cành đào luôn. Đẹp trai đó két đi ơi. Rồi, làm thêm sắt nào. Bây giờ mình đã có tầm được 4 cục sắt thô rồi. Mình sẽ đi nung sắt thật là nhiều thêm nữa các bạn. Quá trời là sắt luôn. Hay là cái hang này mình thấy khá hợp lý nha. Cái hang này mình nghĩ đó nha là có thể dùng để làm nhà của mình luôn á. Thấy cái hang này khá là ok các bạn. Được á, mình sẽ không bị những con quái vật bắt ăn thịt đâu các bạn ơi. Wow, cái hang này quá ngon luôn các bạn ơi. Nào là sắc quá trời luôn nè, các bạn thấy không? Cái cider này các bạn thấy không các bạn, cực kỳ đẹp các bạn. Khi mà chúng ta ở trong bóng tối đó nha, thì những cái cục sắt kim cương đồ này các bạn thấy không? Đó, nó sẽ phát sáng các bạn thấy không? Là mình rất là dễ nhìn. Có một con ong kìa đúng không? À không, cái con gì á, con kỳ dông. Con kỳ dông hay con kỳ nhông gì quá mất tiêu các bạn ơi, mà không nhớ nhưng mà thôi kệ đi. Ok, để mình. Đào thêm sắt nè, kép đi ơi. Sắt nhiều phải đào hết thôi. Rồi ok. Ok, xuống đây nè các bạn. Đây là một cái khu vực nước luôn á. Có một con kỳ dông. Và đây là vàng các bạn ơi, vàng luôn nè. Qua có vàng luôn các bạn ơi. Có sắt, bạn thấy không? Đẹp quá trời đẹp các bạn. Vàng mà nó phát sáng nè các bạn. Quá đẹp luôn á. Chỗ này đẹp ghê nha. Được á. Rồi ok. Mình sẽ lấy khu vực này để mình làm, có thể để mình trở thành một chỗ mà mình ở đó các bạn. Mà đi dùng nham nhiều quá nha, thấy hơi ghê các bạn. Thấy hơi sợ hãi rồi đó. Thôi kệ các bạn ơi, được rồi đó. Mình nghĩ là cái hang này sẽ khá là ok với mình. Bây giờ để mình bắt đầu, mình sẽ tạm thời mình sẽ đi nung. Mình đi nung, mình làm bằng chế tạo, mình đi nung các bạn. Rồi, mình sẽ bằng chế tạo đây luôn nha. Mình sẽ làm thêm cái bằng chế tạo, một cái lò nung nữa các bạn ơi. Để mình hai cái lò nung. Một cái là để mình nung đồ ăn, còn một cái là để mình có thể nung sắt. Đây, ở đây mình sẽ nung sắt và ở đây sẽ nung đồ ăn. Đồ ăn của mình đâu rồi? Rồi, ok, đẹp trai rồi đó. Rồi, trong lúc này các bạn ơi là mình sẽ đi tìm kiếm tiếp. Mình sẽ đi xuống sâu thêm một xíu nữa để mình có thể đi tìm xem ở đây có gì hay ho không. Ok. Wow, bạn coi nè. Khu vực này toàn là dung nham không các bạn ơi. Có vẻ như các bạn đây là khu vực gọi là hồ dung nham hay sao á. Thôi, tạm thời không nên ở đây nữa các bạn. Ở đây hồi nãy chắc mình khỏi, chắc mình chết ngắt luôn á. Vì chứ đụng đến dung nham, mình là một thằng chuyên gia bị ngáo đá, mình dễ chết với dung nham lắm. Thật sự mình ngán dung nham lắm các bạn. Cuộc đời của mình là mình cực kỳ ghét dung nham. Ủa cái gì vậy? Con tiếng con gì vừa kêu vậy? Tiếng gì vừa kêu tội nghiệp vậy? Ơi em này đừng chết nha, em chết là tôi buồn lắm á, đừng chết nha. Em đừng chết nha. Rồi ok. Giờ để mình check thử xem là đồ ăn của mình như thế nào rồi. Ok, ngon rồi đó. Ăn miếng đồ ăn cho bạn ơi, cho mau lớn nào. Ở đây, ôi mình nghe tiếng có con skeleton các bạn. Rồi, giờ để mình nghĩ là mình sẽ vứt mấy cái bộ dụng cụ bằng gỗ ra các bạn ơi. Mình sẽ vứt cái này ra nè.
với cái này ra nè. Mình sẽ vứt hết mấy cái cuốc chim đá rửa luôn các bạn ơi. Mình sẽ làm một bộ dụng cụ bằng sắt các bạn. Đúng rồi đó. Mình sẽ không làm kiếm sắt các bạn ơi. Có một vài bạn chơi Minecraft nha sẽ làm kiếm sắt. Mà với mình các bạn ơi, vì mình muốn gọi là giết những con quái vật lẻ hơn á, mình sẽ làm rìu sắt. Bởi vì rìu sắt đam to hơn là một nè các bạn. Đó, thấy không? Rìu sắt đam tới 9 lần các bạn, mà cái kiếm sắt á thì đam chỉ có đam có 6 các bạn ơi. Mà mình quýnh á thì mình quýnh kiểu gọi là mình nhảy quýnh đó các bạn. Nè, nhảy quýnh như này các bạn ơi, cho nên là mình sẽ thấy hợp lý hơn là nếu mình dùng rìu sắt. Rồi, bây giờ mình đã có kiếm sắt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi chuyển để mình đi tìm thêm dụng cụ mình đi đào. Ở đây không thấy gì hết á, ở đây mình thấy có sắt thôi. Ôi, chùi thấy có skeleton rồi. Ok, để mình né. Skeleton nè. Skeleton nè. Rồi, ok các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, chưa gì hết mình đã bị ăn. Ôi, con kia đừng có bơi vô dung nham nữa. Trời ơi, ngáo vậy. Sao lại bơi vô dung nham? Sao mà ngáo vậy trời? Bơi vô dung nham làm gì vậy để chết. Trời ơi, con kia cái bé kỳ dông đó thiệt sự là ngáo quá đi rồi, tự nhiên bơ vung nha làm chi. Còn mình bây giờ thì ăn hành các bạn ơi, mày cắm nguyên hai mũi tên vô đầu của mình khổ thiệt sự luôn à. Rồi để mình làm cái này, rồi đi sau thêm tí nữa các bạn ơi, xem có gì không. Có con thay ma nè, nhảy quýnh hai phát được chết các bạn thấy không. Đó, đó chính là sức mạnh của cây rìu các bạn. Chỉ cần hai phát nhảy quýnh thôi là chúng ta sẽ giết được những con như là zombie, skeleton các bạn ơi, cho nên là mình rất là thích dùng cái cây rìu sắt. Ồ, ở đây có sắt quá trời luôn nha, để mình lượm hết các bạn. Lát nữa mình sẽ làm thêm một cái khiên nữa. Mình nghĩ lên nha là với cái số lượng đồ đạc vật liệu mình có như này các bạn ơi, tập sau á mình có thể di chuyển sang thế giới địa ngục được rồi đó, nghĩ là như vậy. Rồi, giờ để mình nghĩ lên đủ các bạn ơi, để mình đi lên lại mình sẽ đun thêm sắt. Để mình quay lại đó các bạn, cái hang này nó to quá các bạn. Ôi, công nhận nha, mới tập đầu tiên thôi nha mà mình đã tìm được một cái hang rất là ngon lành như này rồi các bạn ơi, quá đã luôn. Mình nghĩ là mình sẽ sao nghe tiếng zombie nhiều dữ ta. Mình thiệt sự mình sợ lắm các bạn ơi, tiếng zombie hơi nhiều. Vậy thì mình sẽ làm một cái khiên này, rồi mình sẽ làm một cái quần sắt luôn, một cái giày sắt các bạn. Rồi ok, tạm thời thì mình cứ làm mấy cái bộ dụng cụ bình thường trước các bạn ơi. Từ từ mình cũng rất là muốn là mua cái bộ giá để giáp các bạn ơi. Rồi ta cái giá để giáp làm sao mà mất tiêu rồi nhỉ. Khó hiểu ghê luôn á nha, mình quên mất tiêu cách làm giá để giáp rồi các bạn ơi, không biết làm sao luôn á, quên mất tiêu rồi. Thôi kệ, bỏ qua đi, để mình đi tìm hiểu xíu các bạn. Cái hàng này quá tuyệt vời luôn á. Ôi trời đất ơi, nhìn mình bây giờ như thằng cởi chuồng các bạn, à không, như thằng cởi trần đó các bạn. Mặc quần mặc giày mà không mặc áo, khó ghê luôn à. Rồi tiếp tục nào kết đi ơi, hãy tiếp tục vào sâu hơn nào. Ở đây sẽ có rất là nhiều sắt. Wow, sắt quá trời luôn. Ôi con mực này bị gì vậy, mực này bị lóng lánh, con mực này bị lấp lánh các bạn ơi. Con skeleton bên kia luôn kìa, này là gì vậy, túi mực phát sáng các bạn ơi. Bên đây thì có, ôi có một con skeleton và một con dripper. Nó nổ, trời đất ơi các bạn thấy không, con dripper nổ một phát, con thay ma đứng kế bên các bạn ơi bị chân ở tường nổ dính dách luôn các bạn, khổ ghê luôn á, đúng là hài hước thiệt sự luôn à. Và kia thấy có rất là nhiều những con như là Reaper rồi thay ma rồi skeleton các bạn, nhưng mà mình sẽ không vô đó đâu, mình sẽ không vô đó, mình muốn đi sâu hơn xíu nữa các bạn ơi, để mình đi tìm những cái khác. Coi như là hết chỗ. Ôi con sâu ghê nha, hồi nó đi hồi có kim cương luôn á chúng ta. Ok, ở đây thấy có redstone rồi các bạn, đi hồi có kim cương hồi bị hay á nha. Rồi để mình đặt thêm miếng redstone đi các bạn ơi. Ok được đó nha. Rồi bây giờ sẽ quay về các bạn, mình sẽ làm một cái show luôn các bạn ơi, một cái show luôn. Rồi mình nghĩ đó nha là hôm nay các bạn ơi mình sẽ gọi là cắm trại ở đây, và đây sẽ tạm thời là ngôi nhà đầu tiên của mình các bạn. Một ngôi nhà ở trong hang rất là đẹp, không phải đẹp mấy các bạn ơi mà cực kỳ nhiều tài nguyên luôn. Ồ, cái hang này quá nhiều thứ tài nguyên để mình có thể khám phá bạn ơi. Giờ mình quay về cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ làm luôn cả một bộ dụng cụ quần áo bằng sắt nè. Rồi mình nghĩ là trước tiên mình sẽ làm một cái xô trước. Mình cần cái xô các bạn, mình cần cái xô xô đầu tiên hơn. Cái xô này mình sẽ vứt cái mũi tên ra đi, rồi mình sẽ bắt đầu đi lấy nước. Nước ở đâu bây giờ ta, nước ở thượng nguồn đúng không, nước ở thượng nguồn hả. Ok các bạn ơi, có phải nhờ nước ở đây đó các bạn, mình lấy nước ở đây nè, nước đó các bạn ơi. Đó rồi
Vậy là bây giờ mình sẽ không lo cái sợ vụ quán bị nước chảy tới chết nữa các bạn. Đây mình đã có hết nước rồi nè. Ủa? Ở đâu? Nước đang ngừng, nước đang cạn nữa các bạn. Ok, ngon lành rồi đó. Không có vàng rồi nè, được luôn. Rồi, sắt cũng có rất là nhiều rồi. Giờ mình sẽ làm thêm một cái bộ mũ sắt. Một cái mũ sắt nè. Rồi, và mình sẽ làm thêm một cái gì đây? Lớp sắt là vậy trời ơi. Cái đi áo này. Rồi mình sẽ làm thêm một cái áo giáp sắt nữa là đẹp trai con bà hai ngay. Đó, quá đẹp trai. Mình sẽ bỏ cái đống gì đây, chờ cái yên cửa đi các bạn ơi. Không cần yên cửa đâu. Rồi, xong. Bên cạnh đó mình sẽ làm thêm một cái đây, một cái này là cái gì á, mình muốn tiêu rồi, muốn tiêu là cái gì vậy? Cái rương đồ. Rồi. Chờ tao coi mình có nhiều đồ quá các bạn ơi, riết là mình quăng loạn xì ngầu quá các bạn. Rồi, rồi để rương đồ ở đây, mình sẽ cất bớt đồ cho các bạn. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, thì mình nghĩ đó nha là bây giờ mình sẽ tạm thời dừng lại tập số 1 của Minecraft sinh tồn siêu khó các bạn. Và công nhận đó nha là tập số 1 các bạn, mình đã quá thành công rồi. Đầu tiên á hả, là mình đã có được một cái bộ giáp bằng sắt nè. Mình tìm được một cái hang có rất nhiều tài nguyên luôn. Rồi còn chưa kể nữa hả là ôi, mình tìm được một cái đền trong đó có táo vàng ngọc lục bảo các bạn. Phải gọi là quá dư thừa luôn á. Ok các bạn ơi, thì các bạn mình nghĩ ơi, các bạn mình nghĩ là mình nghĩ chứ càng nghĩ là gì trời. Ok các bạn, nếu như clip này á, hãy cho mình một lượt like nha. Và nếu như bạn chưa hề đăng ký kênh của mình, cho mình luôn nha, cho mình luôn cả cũng đăng ký. Và hẹn gặp lại ở tập số 2 nha. Bye bye. Yeah. Yes or two. I'm falling, I'ma keep on falling.